Ok, lần này thì sẽ có một xíu thay đổi, đó chính là mình sẽ trở thành người quay đầu tiên. Bởi vì theo mình nghĩ thì nếu mà quay đầu tiên sẽ hên rất là nhiều. Ai ai quái thú thường, ôi hên quá. Trái quái thú hiếm. À cái gì? Nhiều lắm luôn á. Vậy là trái quái thú hiếm của mình là trái fan cần nha các bạn. Ok các bạn ơi, mới đầu vô quay ra trái fan cần thấy chiến thắng tới rồi nha các bạn. Tới em nè, đừng có cười. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Trời, này là quái thú hẳn ho nè. Ok mọi người ơi, trận chiến này đã được sắp đặt rồi. Để coi là con chim này sẽ là con chim mạnh hơn nha các bạn. Cứng hơn. À, gì vậy? Cứng hơn, cứng cửa. À. Ok các bạn ơi, rồi bây giờ Vidac sẽ ăn trái fan cần vô nha. Để coi chim thằng nào. Ê bậy. Để coi đại bàng của thằng nào bự hơn. Mọc cánh ra đi. Let's go. Trời ơi. Lần này là anh quýnh thiệt đó nha. Em Út, anh là có 5 năm chơi chim điêu luyện đó nha. Làm gì vậy? Ủa chim ép là gì? Ủa chịu ép là bay hả? Nó nó chịu ép là gì đó, chịu ép là gì đó. Mày. Ui. Mày. Ui. Dạ. Cái này giống chào đội chữ hức quá. Ờ các bạn ơi, chứ fan cần quýnh nhau kiểu căng thẳng vãi luôn các bạn. Cái fan cần quýnh nhau tật chứ ta. Không thể giết được nhau luôn á ông nội. À bây giờ làm sao mà mình quýnh chúng ba chiêu liên tục được á? Có cách nào phân định thắng thua khác không chứ đánh gì nào chứ? Bây giờ nha, anh em mình làm một cái kèo vậy đi. Đứng yên đi. Đứng yên con. Mày chết. Mày chết. Ai kiểu anh dồn full combo em á là được 1/3 máu, 1/10 máu á. Không phải mình kết thúc trận chiến vô nghẻ được không Phúc? Chúng ta chọn nhau một người chiến thắng ngay bây giờ đi. Không được, phải phân định. Mày. Em muốn phân định thắng thua vậy luôn hả? Em hơn thua với anh chứ vậy? Nghe cho mấy bạn fan biết ai mới là chùm BB. Thôi, anh tắt cánh, anh áp ca luôn nè, em vô giết em anh luôn đi. Mày vô. Mình gần thằng này quá các bạn ơi. Mình gần thằng này quá mà không ngờ nó bật nhanh vậy. Biết chiến thắng thù dai đó, what the fuck. Xong. Xin nhẹ bao tí. Easy. À. Thì với combo đại bàng cô độc này thì mình đã giành được chiến thắng 1-0. Mặc dù thì cái trận chiến này hơi lâu chút xíu nhưng mà thôi không sao. Vòng quay hồi nãy nó hơi lỏ nên là bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với vòng quay thứ hai nha các bạn. Và đương nhiên đó chính là lượt của mình để xem coi nhân phẩm của mình sẽ được tăng lên hay không nha. Ui. Thằng Tho. Quái thú thần Tho. Ủa, quái thú thần thoại ha. Là quái thú thần thoại nha các bạn. Holy shit. Cái này là trái quái thú đúng không Kitsune? Phải đâu, con mèo hả? Thần thoại, trái quái thú thần thoại là có Kitsune. Leo Bát, Dragon luôn. À, vậy anh dọn với Kitsune nha. Ôi, gì vậy? Anh vừa có cánh mà vừa có đuôi luôn nè. Ok, thì bây giờ sẽ đến lượt với Duck Way. Rồi mong cho nó ra trái tự nhiên thường hay gì đó đi. Ôi hệ tự nhiên thường. Hiếm. Ôi hệ tự nhiên hiếm. Thì những trái thuộc hệ tự nhiên hiếm ở đây chính là trái God và trái Berry no Mi. Và đương nhiên Vidac nó sẽ chọn trái God rồi. Này mình sẽ hướng dẫn bạn cách bắt cáo nha các bạn. Bắt con cọp được không? Anh chấp em quýnh trước 3 chiêu luôn á. Thiệt anh nói thiệt, anh chấp em quýnh trước 3 chiêu luôn á. Rồi đủ 3 chiêu rồi đó. Đủ 3 chiêu rồi. Ui 4k đàm luôn các bạn ơi, sướng quá. Sao 4k đàm của em bằng 1 chiêu anh không? Kiếm đi, kiếm người thiệt đi. Đây nè, cần gì kiếm. Tao dồn cho tôi quýnh một cục luôn. Mày. Anh biết kênh chết Phúc ơi. Anh không giết được em đâu em nói thiệt. Nó giết đi, giết họ. Biên hình cao. Ai, mày giỡn hả Phúc? Mày! Ai da, các bạn ơi, hình như cái gì đó sai, các bạn ơi, sao mình gần hết máu rồi ta? Mày! Căng thẳng quá. Phải tui. Chạy đi đâu? Rồi, xong rồi, hình như. Dạ, rồi, anh chết. Rồi. Anh biết ai là thiệt, Phúc ơi. Em mặc cái cánh được rồi, nhưng để cái cánh chi. Anh biết ai là thiệt rồi Phúc ơi. Trời cây thiệt chứ. Thì do trận này trái quỷ hơi bị lệch kèo nên là mình đã đạt được 2-0 một cách khá là dễ dàng. Hai trận đầu chiến thắng quá dễ luôn các bạn ơi. Thì đến với ván đấu thứ ba nha. Mong là mình ra chế độ yếu xíu đi, nhường phút xíu đi. Trời ơi. Trái tự nhiên mythical. Là yếu dữ dạ, chưa hả? Venom. Venom với Control. Trái hệ tự nhiên là trái Venom, trái Shadow, trái Control. Trái nào độc lạ Bình Phước á. Kinh cho đi. Rồi để anh chọn cái kinh cho nha. Thấy giờ này em hài dữ lắm rồi đó. Em. Rồi để coi em ra trái gì nè. Rồi nói nhiều quá. Những thằng nói nhiều. Hệ tự nhiên.
thường nhấn mạnh luôn. Ờ, nó nhấn mạnh như này nè, thường nha. Ôi nhưng mà trái tự nhiên thường xịn lắm nha, nhiều quá trời luôn nè, chớp spring nè, bơm luôn nè, spy luôn. Ôi rồi hả, ôi vậy là Phúc đã chọn trái diamond nha các bạn. Thôi vô nè, anh cũng không thích ăn hiếp con nít đâu mà mọi chuyện nó vậy rồi đâu có. Dạ mới vô cái hay thôi là hay có cửa rồi đó. Anh nghĩ là anh đứng yên luôn á. Ủa mà trái diamond có chi quýnh được không? Mù mắt. Dạ. What the fuck? Anh có bị mù không? Anh có bị mù không? Còn quýnh không trúng mình nữa. Ý là anh đứng yên rồi đó chứ. Ủa là nãy không có bị gì vậy hả? Không trúng anh gì luôn á. Máu anh còn nguyên luôn nè. Anh cần gì nè, anh xài bung để anh quýnh em nè. Ôi trúng luôn kìa. What the fuck? Anh đang tính giữ chiêu thôi mà ai ngờ bấm ra cái trúng luôn. Ui 3000 dam. Mọi chuyện xong rồi. Mọi chuyện kết thúc tại đây Phúc ơi. Ủa kì vậy. Rồi em gây đam nhanh thử coi. What the fuck em bắn cái gì vậy? Nè em đứng yên luôn nè. What the fuck? Hết chiêu rồi, đợi xíu. Rồi bây giờ anh cho em một cơ hội để dồn đam anh á. Là đao giữ chứ. Ui. Ơi chắc thương màn hình rồi, chắc thương màn hình rồi. Ôi. Mày. Ủa gì vậy sao không trúng? Ôi em hack hả Phú? Ôi không lẽ trái kim cương không cắt được trái kim cương. Mày. What the fuck? Sao có chuyện này được? Mày. À đào vậy. Em biết gì nặng hơn mẹ. Ôi. Ây. Ủa là làm choáng dữ chưa? Là flash dữ chưa? Thôi xong Phúc ơi. Thôi kết thúc trận đấu nha. Tạm biệt. Cha. Thôi đi nè. Ôi, cắt được rồi. Thiệt. À ghê vậy. Thôi mẹ em chết rồi, bye bye. Mày chạy nó đi. Ui, cái bô luôn. Ôi, em bị lắc rồi, em bị lắc. Cái gì vậy? Em lắc rồi. Mày. Mày. Ôi. Mày vậy mày chơi anh Giang đi. Vậy là trận chiến đã là 3-0 nha các bạn. Rồi, Giang tiếp theo nè. Pha nãy thì coi như là lạch kèo hơi nặng rồi. Giống như là cha quýnh với con nha. Ui. Trái nguyên tố hiếm hả? Nguyên tố là elemental. Ừ, trái magma là ngon nhất nè. Hay là trái lai ta? Ok, thì mình sẽ chọn trái lai nha các bạn. Tại vì mình nghĩ là mình pro mà mình xài trái nào cũng chiến thắng thôi. Rồi, lần này phải thắng nha. 3-0 rồi đó. Ok, ôi. Ok. Ui. Ui, vô. Rồi, sắp đặt luôn. À, chuyện này sao có thể. Rồi, ăn trái Venom đi. Mình đắt chọn trái Venom nha các bạn. Này giàu thiệt, ăn video. Này giàu thiệt, ăn Venom. Thầy giàu thì ăn Venom cũng phải 10 video rồi đó. Rồi vô này. Ui các bạn ơi, trái Venom không biết thắng nổi không nữa. Trái lai lỏ, biết gì nãy chọn với mắt ma rồi. Má nó diễn gì. Nhường nó làm chi. Rồi vô nè. Anh không nhường đâu nữa nha. Ok. Mày okay. Bàn tay của chúa. Đụng. Đau dữ rồi đó, vậy là đau dữ rồi đó. Ui. Mày chạy đi. Ờ trái này ghê vậy. Đau dữ rồi đó là. Ui sao còn có 6 máu vậy. Rồi. Em bắn anh được nhiều máu dữ vậy, nãy giờ em bắn anh được nhiều máu, coi anh combo nè. Rồi. Tiếp cận anh là sai rồi. Ôi, mất chiêu luôn rồi. Dính độc là quỷ chiêu luôn. Mày. Mày đá mày nè, một cước là gục. Cái chiêu đó đau vãi luôn á. Một cước là gục mà. Dạ, không mua được, em không mới mua được. Một cước là gục. Em biết anh là ai không? Anh là mi cây. Ủa gì vậy? Đá gì vậy? What the fuck? Rồi. Mày. Ê, đừng. Mày. Ơi má, sao không mua được hay vậy? Ây da, sao mà dạo vậy? Hiện tại đây là 4-0 rồi đó các bạn ơi. What the hell? Thôi, đừng nói nữa. Vòng quay cuối cùng luôn nè. Rồi không lẽ giờ em là kèo? Trời. Quái thú thần thoại. Cái này lặt cái bạn chứ lặt kèo gì nữa. Thì trái quái thú thần thoại đương nhiên là có rất là nhiều rồi, như là Kitsune, Leopard, Dragon nè. Nhưng mà không lẽ giờ mình lại đi ăn hiếp con nít luôn các bạn. Thôi mình chọn trái Dragon thôi. Ok, mình sẽ chọn trái Dragon nha các bạn. Chứ chọn trái Kitsune thì kèo này lại khó dùng vì đắt quá. Nhường em lắm mới chọn trái Dragon đó nha. Giờ em phải quay được trái đó bá đạo mới thắng được anh á. Ui. Vãi. Rồi em chọn trái Kitsune. Chẳng lẽ tôi chống bẵng vậy. Rồi em sẽ chọn cái Kitsune. được, mày được, vô mày. Em sống tình nghĩa lắm, mình đừng có nói gì vậy nè. Chọn cái Kitsune mà thua đi nha, vô đó. Rồi. Mày. Cái Kitsune các bạn biết mình là chiêu bá đạo luôn. Ê, chưa vậy trơn, nửa cây máu rồi ta. Từ, gượt theo giá ra gần lại biết gì không?
Tại gì? Mày biết cái gì không? Mày biết cái gì không? Mày biết. Ui ui các bạn ơi, sao trái Dragon gì yếu như vậy? Xin lỗi Phúc, xin lỗi Phúc, anh phải làm chuyện này với em rồi. Ui vậy? Con anh phải làm chuyện này. Anh phải làm chuyện này với em rồi. Ở sao cũng yếu vậy ta? Con đen này, con dung màu đen này làm. Rồi. Có đào nha. Ủa sao không mất máu vậy vậy? Sao không mất máu vậy trơn vậy? Có trúng cái nào đâu. Sao nữa? Mày sao nữa? Em bắn anh có một kada mà biến hình dạng gồng anh được giảm máu vãi. Mày. Ai ơi. Đòi là kèo nè. Mày. Mày là mày. Úi. Mày. Đớn đớn. Mày là kèo trời ơi. Ai. Cái kèo này căng hẳn như vậy. Ôi căng nha. Dragon bay. Mày nó mạnh à. Quất cái gì? Mày. Quất. Dễ vãi các bạn ơi. What the fuck? Cay quá. Không sao các bạn ơi, chỉ mới là 4-1 thôi, không sao hết, tất cả mọi thứ đều ổn. Thôi tại nãy anh vừa em thôi, giờ mới lại trận quyết định nè. Nguyên tố hiếm. À. Chọn trái lại sao vậy? Ok, lần này mình sẽ chọn trái magma nha, một trong những trái spam lõ nhất. Đó là lý do mà tại sao mình không muốn chọn trái magma các bạn, bởi vì trình độ của mình mà đi spam chiêu thì hơi phế đúng không? Rồi bây giờ sẽ tới lượt vòng quay của Vdak nha. Lần này mà em quay ra trái thường một cái thôi nó quýnh em. Rồi. Ai. Nguyên tố hiếm đi. Nguyên tố hiếm. Lên. Yes. Ok thì Vdak đã chọn ăn trái quét nha các bạn, một trái hệ tự nhiên. Rồi. Không hối hận nha. Trắng yêu cùng của mình. Rồi vô nè gâu trắng. Anh Aikino đó nha, anh Donate gâu trắng cũng hơi dữ đó. Quất nè. Rồi. Donate mày nè con. Trời. 3k ram. What the hell sao lần này mạnh vậy? Đào, đào gì không? Mày. Ây ha. Em xài chiêu gà vãi, hụt không à. Nè, bắn tùm lum. Em chưa hụt chiêu, đợi xíu. Ây da. Nó gì dùng lắc chiêu rồi đó. Sống thần, làm sao chạy? Né đi. Em nghĩ em spam giữ bằng anh không? Em nghĩ anh spam. Ây da. Giữ á, cũng giữ á. Em xài chiêu gà vãi, hụt không vậy? Ây da. Xin lỗi. Im lặng nào cô bé của anh. Rồi, em nghĩ em chạy được, em chạy đi. Ơi con boss đi ra quýnh em luôn kìa. Rồi xong. Quá gà. Ui da. Lộn anh là người chúc đòn hả? Anh lộn gì vậy? Anh là người chúc chiêu hả? Gì hay gì này? Ơi sao anh không xài chiêu được? Rồi tới nữa rồi. Tới nữa rồi. Chết mày rồi. Bắn tùm lum, bắn tùm lum cũng chưa. Ôi các bạn ơi, chiến thuật bắn tùm lum của mình. Ơi. Đây này. Kèn chết không được luôn. Được rồi, anh nghiêm túc nè. Em à. Ui. Bé ơi, từ. Em làm tôi bật rồi đấy. Ây da, gì đau vậy? Bé ơi, từ. Các bạn ơi, hơi chú quát vậy thôi nhưng mà nó mạnh lắm nha các bạn. Được rồi, không có anh em như đây nữa, tao quýnh mày chết luôn. Để đâu coi. Ôi má mày lắc gì vậy? Lắc hả? Mày. Ấy, dạ, dạ. Mày. Ôi các bạn ơi. Mày lừa tao, mày nhớ nha. Mày nhớ nha. Rồi, xong rồi đó, quyết định trận đấu. Sống vậy. Kenchit nè. Sao Kenchit được chống hằng không cô nội? 300 máu, con ơi con. Mày. Đáp. Ghép hiệu ứng cho em nha. Đáp. Nhớ khúc này ghép hiệu ứng này cho em nha. Ok, được rồi. Thì nhờ vào sức mạnh của gâu trắng thì Vdak đã chiến thắng được 2 trận. Nhưng mà không sao, nó vẫn chỉ mới là 4-2 thôi. Để coi nè. Vòng quay này anh cho mày biết. Rồi, quái thú hiếm cũng được. Anh mệt lắm đó mẹ. Thú hiếm là chơi con nick à? À không phải. Phần còn. Nè, không lẽ giờ em quay ra trái quái thú mythical nữa. Hệ tự nhiên hường đúng không? Nhiều trái lắm. Ôi các bạn ơi, trận chiến này mới là trận chiến của các tứ hoàng nè. Trận cùng của sự bất lực. Rồi vô. Ui, nhanh vậy. Nhanh dữ vậy. Mày. Coi nè. Đâu, làm gì? Đù. Ui, ghê vậy. Ơi, anh nghĩ quýnh nhau vậy là chắc tầm khoảng mùng 2, mùng 3 là xong luôn á. Là vừa kịp ăn Tết luôn á Phô. Mày. À dạ, đau luôn á. Mày. Ui dạ. Sao? Tự nhiên cái giờ mạnh vậy? Thôi đi, tao phải thắng. Không được, tao không hiểu. Thôi Phúc ơi, trận đấu kết thúc từ đây rồi Phúc ơi, đừng bỏ chạy nữa.
Ơi nó chơi nó chạy ra biển nữa kìa, nó chơi nó chạy ra biển nữa kìa. Ai mày giỏi mày đứng lại. Là sao nữa? Là rồi, sao nữa? Rồi. Sao nữa? Tại dạ, dạ. Làm gì vậy? Ôi, dạ, ôi trời. Mày khùng, mày khùng, mày khùng. Làm gì vậy? Khùng hả? Khùng hả? Khùng hả? Ơi không thấm máu luôn á Phúc, thiệt. Giờ anh tăng. Ơi, gì vậy? Ui. Mày sao nữa? Mày sao nữa? Ai? Yeah. Ơi, bạn ơi. Quá cay quá. Vậy là tỷ số hiện tại đang là 4-3 do Vinax chơi An Giang nha các bạn. Má cay quá. Pha nãy không biết có nên tính là nó chơi An Giang không nữa. Rồi xong. Chết thú hệ thần thoại. Làm ơn. Làm ơn. Vậy. Trời ơi. Đâu. Chế gót với lại chế berry. Thôi anh chọn chế gót đi, hai trái còn lại thôi. Hơi phê. Rồi em vui lắm chứ vậy. Vui lắm chứ vậy. Thỏa mãn chứ vậy. Được rồi, được rồi. Tới lượt em nè. Chào nguyên thú hiếm đi, chào nguyên thú hiếm đi. Chế nguyên tố thường. Nè, nguyên tố hiếm cũng được. Anh đế hả? Trái nguyên tố thường. Chọn chế đắc. Ủa chế đắc phải là chế thường không? Anh cho mình. Ui. Ui, next time you die you will revive. Sao lưng có gì kìa Phúc? Cái trò đó quá cũ. Cái trò đó quá mày. Cũ rồi đó. Ôi, sao em biết anh là thiệt? What the hell? Anh ôi, biết em. Rồi sao? À. Bắt rồi sao? Biết rồi vậy. Biết rồi sao nữa? Nè, biết. Biết rồi sao nữa? Biết rồi sao nữa? Rồi, trưởng chiêu kìa, trưởng chiêu kìa. Nè, chiêu hay vậy. Chứ sao nữa? Anh là chùm BBB Love Food mà. Mày! Nữa hay là mày. Mày! Mày! Ôi, ôi, áo vậy? Mày! Không lẽ em chạy ra biển nữa. Rồi giờ gì? Rồi giờ không lẽ em chạy ra biển nữa. Giờ không lẽ em chạy rồi. Ui, ui, cái gì vậy? Xe chiêu đi, xe chiêu đi. Mày, cao tơ, cao tơ. Ủa rồi, ủa sao chết? Anh mạnh vãi. Nè, chết nè. Đó thật sự là. Chết. Thật sự là một trái mạnh điên luôn á. Ê, em đen thui luôn á, má em đen quá, nhìn không thấy em luôn á, what the fuck. Thiệt, em đen tới mức anh không thấy em trên bản đồ luôn á. Rồi, trời sáng rồi, mày khỏi nấp đi con. Mày khỏi nấp đi con. Ây da. Rồi, rồi, anh á. Anh hàng bên đây nè, anh hàng. Ui, ngu kìa. Ê, tưởng thiệt luôn á. Thằng này không phải anh đâu. Phải. Mày. Mày. Trời ơi, cái con phân thân nó mới vừa hết luôn, má, cay chứ hả? Cái gì vậy? Rồi, má em hên vãi, con phân thân anh nó vừa hết luôn chứ. Cái gì chạy đây nó vậy? Ây da. Ở Phú Quay, con phân thân của anh đi pha boss luôn rồi. Trận đấu này kéo hơi dài nhưng mà mình chắc chắn phải thắng các bạn ơi. Mình sẽ thắng được. Thôi mình bán hàng thôi nha, căng rồi đó. Mày. Cái lúc bị nấu. Mày. Cái lúc bị nấu. Ui. Hay vậy. What the fuck em hay vậy? Ây da. Ôi hay vậy. Ờ em đổi người chơi đi quýnh hay vậy phải không? Đổi người chơi hay vậy? Ơi nữa. Ơi sao em biết anh hay vậy? Rồi. Mày! Ui sao chết? Chết đi! Yes! Mình đã cố gắng như vậy không mà. À tổn hại bộ não của em rồi đó. Bộ não 12GB của em. Vậy là sau những trận chiến căng thẳng cuối cùng mình chính là người giành chiến thắng. Oh my god. Thì bài học của ngày hôm nay đó chính là muốn đi nhanh thì đi một mình. Còn muốn chiến thắng á thì nên chơi An Giang như Vy Đắc nha. Trời. Nhưng mà em An Giang cũng có thắng đâu.